toàn chức pháp sư, tác giả, loạn, dịch chuyện và edit video, đặt lê view, giọng đọc, ban mai FPT, được phát sóng trên kênh Triệu Gia. Rất mong được các bạn ủng hộ. Hãy cho mình nút like và comment để chúng ta có thể tương tác với nhau nha. Mà nếu các bạn muốn đâu nét cho nhóm thì mình để thông tin dưới phần miêu tả nha. Chúc các bạn xem phim vui vẻ. Tập 103 Mục Ninh Tuyết là người xuống biển đầu tiên thân thể cô ấy chập chờn, quanh thân cũng xuất hiện một tầng khí lưu. Xuống càng sâu hơn, chu vinh xung quanh cũng tối tăm một mảnh, chỉ còn thấy một chút ánh sáng lấp lánh ở trên mặt nước. Hai bên xung quanh đều là những khối đá thẳng đứng, hình ảnh này khiến cho người ta có một áp lực rất lớn trong lòng. Đặc biệt là ở trong những vách đá này, thỉnh thoảng lại lộ ra những đôi mắt màu đỏ máu, chúng nó liên tục phát ra những ánh sáng tà dị, khiến cho người ta cảm thấy không rét mà run. Mục ninh tuyết tiếp tục lặn xuống sâu hơn, một mảnh nước biển nơi này đã trở nên vẩn đục và hắc ám, Cô ấy biết, ở trong một mảnh nước biển đen thui này, thần kinh của mình có thể sẽ bị độc tố làm cho trì trệ. Lặn xuống thêm một chút nữa, Ninh Tuyết phát hiện ở khu vực tiểu quật này có một cái hang rất lớn, bên trong có những dòng hải lưu liên tục chảy ra ngoài, những sinh vật biển khi đến cửa hang này, lập tức sẽ bị luồng hải lưu đó đẩy ra xa. Tiếng ngáy từ trong động truyền ra như tiếng sấm, trong lòng Ninh Tuyết cũng không khỏi nhảy lên một cái, cái hang động này chắc chắn là hang ổ của ô hải ngụy long. Ngạt thư đang ở gần đây, hãy để phòng cảnh giác thanh âm của Linh Linh truyền đến từ trong bộ đàm. Mục Ninh Tuyết mở to hai mắt, chăm chú quan sát động tĩnh của cái hang động tối tăm kia. Gào. Đột nhiên, bên trong hang động có một tiếng cào rít truyền ra, tiếp theo là một trận dư chấn truyền đến. Ninh Tuyết cảm giác được một luồng sóng ngầm mãnh liệt phả vào mặt, một lượng nước biển xung quanh cũng đột nhiên bị khuấy lên. Nó phát hiện ra rồi, nhanh chóng thu hút sự chú ý của Ngụy Long, bảo vệ an toàn cho sứa ngạt thư, thanh âm của Linh Linh lại gấp gáp truyền tới. Đã rõ, ninh tuyết vất vả lắm mới có thể giữ thăng bằng cho bản thân ý nghĩ chuyển động liền biến ảo ra mười mấy đầu băng tỏa lập tức phóng vào trong hang động mỗi đầu băng tỏa đều sắc nhọn như lưỡi câu cô ấy nhìn thấy những sợi băng tỏa này đã bắt đầu rung lên hiển nhiên đã đâm trúng hải ô cự long qua thêm mấy giây sau cô ấy lại phát hiện băng tỏa đã lỏng lẻo hơn không còn căng thẳng như trước nữa từ trong cửa động đen ngòm bỗng nhiên xuất hiện hình bóng khiến cho người ta sợ hãi một đôi mắt to như bóng đèn cao áp tỏa ra hung quang nhắm thẳng vào thân hình nhỏ bé của mục ninh tuyết Ninh Tuyết đã cảm nhận được áp lực, trái tim nhỏ cũng đập loạn như muốn nhảy ra ngoài. Mười mấy sợi xích băng xương đều đã ghim lên người của nó, nhìn qua giống như tơ nhện, con Ngụy Long căn bản không thèm để ý, chỉ là nhìn kẻ to gan xông vào với một loại phẫn nộ phi thường. Phù -u, -u, u một cái hơi thở được đánh ra, nước biển lăn lộn kịch liệt, ô hải Ngụy Long bơi ra từ trong động, lúc này, thân thể to lớn của nó đã là một trời một vực với Mục Ninh Tuyết, kích thước giống như một con cá voi mười mấy mét, thân thể màu mè loè loẹt. Chỉ có hai chi trước và đuôi, không hề có hai chi sau. Mục Ninh Tuyết không hề có bất cứ suy nghĩ chiến đấu nào, cô liền cuốn lên một vòng xoáy nước, nhanh chóng đưa bản thân mình lên cao hơn. Gào, Ô Hải Ngụy Long căn bản sẽ không tha cho kẻ xâm nhập, nó không giống như những con rồng khác, cấu tạo cơ thể của nó thuần cho việc bơi lội, nó lập tức bộc phát ra một tốc độ kinh người, đuổi sát theo sau Mục Ninh Tuyết. Tốc độ của Ô Ngụy Hải Long ít nhất phải nhanh hơn gấp 3 lần tốc độ của Mục Ninh Tuyết, vừa rồi còn cách 6 700 mét, một giây sau đã có thể cảm thấy, ô Ngụy Hải Long có thể nuốt trọn cô ấy vào cái miệng rộng. Đóng băng. Mục Minh Tuyết ngưng tụ ra một lực lượng hàn băng mạnh mẽ, điên cuồng truyền vào khu vực nước biển giữa mình và ô Ngụy Hải Long. Một khu vực nước biển đột nhiên hiện ra những tia băng phong màu trắng, dần dần đông tụ thành từng khối băng phong, những khối băng phong liên tục nối liền với nhau, tạo thành một bức tường băng vô cùng chắc chắn, ngăn cản ô Ngụy Hải Long tiến tới nhưng con hàng này bá đạo đến cực điểm đối mặt với bức tường băng trùng điệp dày đặc nó căn bản cũng không thèm để ý tới trực tiếp dùng thân thể cường tráng đồ sộ của mình miễn cưỡng phá tan bức tường băng dày đặc này cũng may tầng băng này đã đưa đến một hiệu quả nhất định nó giúp cho một linh tuyết có thể kéo dài khoảng cách nhất định với ô ngụy hải long ngụy long tới rồi mạc phàm nhanh chuẩn bị mục ninh tuyết sau một hồi thở dốc lập tức dùng máy truyền tin nói cho mạc phàm này tôi gặp phải một rắc rối nhỏ rồi mạc phàm ngượng ngùng nói Giờ khắc này, hắn đã đến sào huyệt của cá mực lôi bạo, hắn lại không phải một người vi diệu như Bobby, có thể nhìn cứt đoán yêu. Ở nơi này, Mạc Phàm không nhìn thấy con mả mẹ gì cả, chẳng biết đám cá mực lôi bạo này đã trốn đi đâu hết rồi, nếu như không tìm được con cá mực lôi bạo thống lĩnh, đương nhiên sẽ không thể phát động toàn bộ cá mực lôi bạo kích phát lôi điện. Không kịp rồi, phải trực tiếp tạo ra động tĩnh lớn thôi. Mạc Phàm thực sự là không có thời gian đi tìm con cá mực lôi bạo thống lĩnh, hắn tìm tìm đến một cái cửa hàng thật lớn, ấp ủ một cái tinh tọa lôi hệ tịch lôi tử quang mạc phàm đem những luồng lôi điện mạnh mẽ hội tụ trên cánh tay của mình hai tay đồng thời hướng về cửa hang động đẩy một cái phóng thích một luồng lôi điện mạnh mẽ vọt thẳng vào hang động uy lực của cái thứ này phải gọi là kinh thiên động địa đá ở thành động trực tiếp bị đánh tan hoang thi nhau rơi xuống chấn động tới mức toàn bộ tiểu quật này cũng phải rung lên kịch liệt những con cá mực lôi bạo kia đang ngủ say như thường ngày lúc này đều bị đánh cho tỉnh ngủ cả rồi những đôi mắt xanh lè lè đồng loạt mở ra khiến cho một vùng biển xung quanh cũng ánh lên một màu xanh lam nhạt nhạt ccc si 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 si. nhận được uy hiếp đám cá mực lôi bạo này căn bản là không phân biệt thị phi bắt đầu kích phát tất cả lôi lực trong cơ thể mình điên cuồng mà phóng thích ra bốn phía từng đạo lôi điện màu vàng hóng gào thét bắn ra đánh ra xa mấy trăm mét hiển nhiên mạc phàm đã là mèo mù với được cá rán tịch lôi tử quang đã kinh động đến con cá mực lôi bạo cấp thống lĩnh rồi rất nhanh lôi điện đã như quần ma loạn vũ khắp một vùng cảm giác như mỗi một cm đều mang theo một nguồn năng lượng vô cùng biến thái khu vực nước biển quanh tiểu quật bỗng nhiên giống như một cái địa ngục lôi điện chít 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 két 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 đám hải hậu quái là ở gần mặt nước nhất cũng là bọn chạy chết sớm nhất vừa nhìn thấy lôi điện như vậy chúng nó liền như thiên quân vạn mã nhào nhào ngoi lên thất kinh lao về bốn phương tám hướng ngoài đại dương mà bỏ chạy màu sắc của lôi điện của đám cá mực này nhìn cũng quen quen nhưng mạc phàm cũng không thể không mặc huyền xà khải giáp theo lý thuyết thì bản thân hắn rất có khả năng miễn dịch với nồi điện nhưng ai mà biết được loại lôi điện này sẽ có tác dụng gì đối với bản thân mình. 36 kế, chuồn là thượng sách. Tốc độ của Mạc Phàm rất nhanh, một hơi liền bơi vọt lên tới trên mặt biển, liếc mắt nhìn Hải Dương thâm thúy, Mạc Phàm ngơ ngác phát hiện, Hải Dương đã có chớp giật tán loạn, lít nha lít nhít. Gào, một tiếng gào thét truyền, đến mặt biển sao động dữ dội, dường như Ô Ngụy Hải Long cũng đã lên đến đây rồi, nó cũng giống như Mạc Phàm, không thể chịu đựng được cái loại lôi điện kia, không thể không chạy trốn lên trên mặt biển. Đến rồi, trên cano, tinh thần của Linh Linh cũng ngưng lại. Ôi thánh thần thiên địa ơi, Bobby thấy cảnh này thì rú lên, mồ hôi lạnh đổ ra như tắm. Hắn vốn còn tưởng rằng, đó một con ô ngụy hải long cỡ nhỏ, hình thể phòng trừng cũng chẳng lớn hơn chiếc cano này là bao nhiêu. Nào biết được, hình thể của con ô ngụy hải long này lớn đến mức khó lường, chính là một lão đầu ô ngụy hải long. Nhìn những chiếc răng của nó mà xem, cái này đâu còn được gọi là răng nữa, mỗi cái răng đều có kích thước ngang ngửa với một thanh đại đao. Bobby đã sợ đến mức mơ màng, không tự chủ được mà bắt đầu lái chiếc cano hướng về phía đại dương xa xôi hơn để bỏ chạy con ô ngụy hải long kia quẫy ra từng cơn sóng lớn mỗi cơn sóng phải cao đến hai mấy ba mươi mét bất cứ lúc nào cũng có thể quật cho chiếc cano này vỡ vụn tuyết tuyết bên này mặc phàm hướng về phía mục ninh tuyết hô lớn mục ninh tuyết đang chật vật chống đỡ với con ngụy long hải yêu con hàng này sử dụng cặp dâu rồng của mình để tấn công cô ấy mà trên mỗi sợi dâu rồng đều mang theo lôi điện mỗi cú quất xuống đều giống như trời giáng những lá chắn bằng băng xương của cô ấy tạo ra đều bị đánh cho vỡ vụn. Thấy tình thế không ổn, Mục Ninh Tuyết liền cuốn lên một trận phong quỹ, chật vật lắm mới có thể bay đến chỗ của Mạc Phàm. Con ô hải ngụy long này cũng là có trí tuệ, nó thấy lôi điện của mình công kích không được, thì liền ngừng tấn công bằng lôi. Nó giơ móng vuốt lên, đánh một trưởng đến vị trí mà Mục Ninh Tuyết vừa đặt chân xuống, chỉ nhìn thấy phong trào điên cuồng xé nước biển bổ tới, phá nát cả một mảnh tiểu quật ở phía trước. Để đó cho tôi giờ phút này cả người mặc phàm đã đốt cháy lên kiếp viêm và mân viêm nhiệt độ có thể nói là nung chảy được cả sắt thép mạc phàm tung ra một quyền hỏa diễm giao long lập tức thẳng tắp bay tới đụng độ với phong trào của ô hải ngụy long uy lực của quyền này rất lớn phong trào của con hàng kia lập tức bị phá bỏ những luồng hỏa diễm giao long tiếp tục phóng về phía của con hàng này ngụy long thấy một đoàn hỏa diễm giao long phi tập cũng không có ý tứ tránh né nó hất đầu lên một cách kiêu ngạo hướng về bầu trời gầm thét một tiếng đột nhiên trước mặt nó hiện ra một lá chắn bằng nước tương tự như thủy hoa thiên mạc, thời điểm hỏa diễm giao long va chạm với lá chắn này, năng lượng hỏa hệ lập tức bị hóa giải, không có nửa phần tổn thương đến được con ô ngụy hải long. Kết thúc video, các bạn đang nghe chuyện toàn chức pháp sư trên kênh Triệu Gia. Chuyện được dịch bởi đặt lê Viu. Triệu Gia luôn đưa tới các bạn chất lượng video và giọng dịch tốt nhất để có thể cảm thụ cái hay của chuyện. Rất mong được những cái like và comment ủng hộ của các bạn. Thân ái và hẹn gặp lại trên kênh Triệu Gia.